À, xin chào 35 triệu anh em lên đảo Pi Network trên toàn thế giới nha. Đây, hôm nay mọi người check thử xem cái tốc độ đảo của dự án Pi này nó được điều chỉnh như thế nào. Hôm nay là ngày mùng 2 này. Thì ra hôm qua là cái phiên đảo mới, ngày mùng 1 là cái ngày đầu tháng 5. Nhưng mà mình chưa chuyển sang cái phiên đảo mới của mình là vào ngày mùng 1 tháng 5. Hôm nay là ngày mùng 2 này. Chúng ta vào để check xem này. Đây, mình vừa tích vào phiên đảo mới. Đây. Các bác xem. Đây. Tốc độ đảo đã được điều chỉnh về 0.0199, nó giảm so với tốc độ của tháng trước là 0.0202. Tốc độ đảo giảm đáng kể đấy các bác ạ. Đó, thì con tin đã điều chỉnh cái tốc độ đảo này giảm đúng lộ trình rồi, không còn được cao như ngày hôm trước nữa rồi. Đó. Của mình thì tuy nhiên vẫn được phần thưởng của nốt là cái 3 năm đó. Tốc độ đào của anh em thì bây giờ thì như thế nào, và để lại dưới comment chúng ta cùng thảo luận nhé. Đây, anh em có thể xem này. Đây, hôm nay là ngày mùng 1 này. Đây là lịch của ngày hôm qua, ngày mùng 1 tháng 5. Phiên đảo cũ của mình đấy, thì mình bây giờ mình thử check thử xem. Đây, ngày mùng 1 tháng 5 nhé, check tốc độ của ngày hôm qua này, phiên đảo cũ này, tốc độ này 0.0202 pi trên giờ đó. Tốc độ này cao hơn với tốc độ của ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 đó, các bạn thấy không, tốc độ giảm đáng kể đấy đó. Pi có tim là bảo luôn.